Rồi ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em nhận được một mớ cái hàng mà đặt dùm cho một bác ở trong nhóm của mình ấy. Thực ra thì cái hàng này giá trị nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà bác ấy sợ không dám mua vì sợ bị lừa ấy. Thì em lại phải đặt hộ cho bác ấy. Thì nay sẽ khui hộp từng cái cho bác ấy xem. Cái này ấy, thì là đặt của nhiều shop, đấy là phải đợi rất là lâu. Này, cái này trước, đây là cái gì đây? Đây. Thì đây là một củ sạc của Anker các bạn. Cái bác này đang dùng V50 các bạn. Tại vì cái V50 nó hay bị cái hiện tượng nháy màn hình ấy. Dưới đây chắc cái bác cẩn thận đặt cái này cho nó an tâm ấy. Thì có một cái tem của Anker này, như em thấy đây này. Có tem nhưng mà như bị rạch rồi, cái tem này bị rạch rồi nhưng mà dán lại sao các bạn này, không biết cái rạch chưa không biết, nhưng mà thấy là có vẻ bị rạch rồi. Đây, rạch lại thôi. Đây là cái vỏ hộp này các bạn đó, cái cục sạc này giá tầm gần 500.000 đấy. Rồi, trong này có mấy cái sách hướng dẫn sử dụng thôi, cũng không cần thiết cho lắm. Rồi, và đây là cái củ sạc đây. Đóng gói khá là cẩn thận các bạn. Trong này có gì không? Không có gì các bạn. Đây chỉ là cái hộp để mà đóng gói đấy thôi. Bỏ đi. Đây thì các bác, đây là cái củ sạc này. Em cho gần lại một chút xíu nhé. Rồi. Dùng đồ ăn cơ thì em nghĩ là các bác chắc khỏi phải lăn tăn luôn. Đây là cái củ của ăn cơ này. Phải nói là cái việc hoàn thiện của nó em thấy là phải nói là cực tốt luôn ấy. Đây em có một củ của Apple đây. Đây, có một củ của Apple đây. Em cảm giác là cái củ của ăn cơ họ làm còn còn tốt hơn nữa, còn tốt hơn của củ của Apple luôn. Nhìn đã lắm. Tem này. Đây, cái thông số của nó đây, các bác có thể xem này. Đó. Rồi. Cái thông số này bạn nào rành thì ngâm cứu nhé. Em cũng không phải nói nhiều đâu. Rồi. Đây là cái cục này. Bóc tiếp cái hộp này các bạn. Tại vì thực ra thì bây giờ đặt hàng trên Shopee ấy, cũng khá là nguy hiểm các bạn. Tại vì nhờ nhiều cái gian hàng họ lừa đảo á. Cho nên là không biết được. Đây, hết rồi. Thì đây là một cái dây của... Đấy, đây là một cái dây của bẫy ớt này. Cái dây mà có tự ngắt ấy. Như em từng giới thiệu với các bác ở những cái clip trước ấy. Rồi, bóc từ rồi. Đó, trong này có gì đây? Rồi các bạn, trong này thì có thêm mấy cái miếng sticker vui vẻ nữa thôi. Đây chắc là mấy cái quả, cái mã QR của để mà check cái hàng này, các bác cứ cầm này các bác soi thôi. Đó, để đây nè. Đó, thì đây là cái hộp của bé ớt đây. Hộp xịn thì nó sẽ như thế này. Đó. Đây, đây là cái dây. Rồi, ở đây đã nha các bác. Đây, thì đây cái dây của bé ớt đây, các bác có thể thấy đây. Nó nhìn rất là chất, giống hệt như cái dây em đang dùng. Có cái đồ chống rối nữa. Này. Cái này thì em nghĩ nó hơi lỏng ngoằng, nhiều khi các bác về các bác cũng vứt đi thôi. Đó, chất liệu thì các bác khỏi nói. Dây này em dùng một cái dây y chang như này, dùng bao nhiêu năm nay rồi, rất là tuyệt vời. Đó. Rồi, để đây đã, em sẽ khui hộp tất cả luôn, rồi sẽ test từng cái xem thế nào. Đây còn cái hộp cuối nữa.
đang bị xíu các bạn. Rồi. Ây, ngọt ngọt quá, cái này, ây, ây, trong này có một cái bao lì xì này, em nhớ không nhầm thì đây là cái em đặt hàng ở chỗ Đỗ Trung Tính ấy, chuyên phụ kiện về LG, thì đây là một cái kính cường lực của con V50 và hai kính cam nữa. Thực ra em thấy cái kính cam của V50 không cần phải dán đâu, nhưng mà bác ấy cẩn thận thì cứ dán thôi. Đây, đây các bác có thể thấy này, cái kính cam của V50 em sẽ bóc hẳn ra xem như thế nào, trông nó khá là nhỏ gọn ở trong này này. Kính cam của V50 nhé, có thể dán cho G8 cũng được. Ây da, oh, đây các bác. Thực ra thì như em thấy ở đây nó không phải là dạng kính đâu, em thấy thực sự là nó không phải dạng kính đâu, vì em thấy nó bẻ được mà, các bạn nhìn thấy nè, và nó chất liệu nó như kiểu là bằng nhựa thôi đó. Thôi cái này thì để bảo vệ thôi, bác nào cẩn thận thì mới dùng thôi, chứ cần em thấy là nó không cần thiết cho lắm đó. Ok, từ đây kính cam nhé. Rồi cắt cái kính cam này đi, em mua hai cái kính cam các bạn để mà dự phòng. Rồi, và đây là cái kính UV của V50 luôn. Đây đây. Đây chắc là cái khăn lau thôi. À, đây là cái đèn UV này. Đây thêm một cái đèn UV nữa này. À, cái đèn này thì sáng từ gì nhỉ? Em không chưa rõ. À, cái đèn này thì các bác cắm cái chân, không biết là chân Type C hay là chân micro đây. Như em thấy hình như nó là chân C à, cắm luôn cái này vào xem thế nào. À, nó là chân micro các bạn. Em thử cái chân micro xem nào. Đây, em có một cái chân micro đây. Cắm ở chỗ nào nhỉ? Đây. Các bạn nhìn này. Ây da, khó lắm các bạn. Ồ, cắm cái này thì cắm kiểu gì nhỉ? Ây da, chắc lắm các bạn. Bên này có cổng C nữa này. Bên này có cổng C nè. Ây da, có một cổng B và cổng C. Thì cái cổng B rất là khó cắm, thì em có cắm cái cổng C đây. Thử test cái đèn này xem nó có lên không nhé. Trở lên ở đây đó, thì các bác thấy này, đây là cái đèn của cổng C, thì cắm nó sẽ lên nhé. Đây, cắm bằng dây em vừa mua luôn. Cái này thì đó, nó dòng rất là thấp đó, bật sáng này. Rồi ok, đây khá là chắc chắn rồi. Và đây là cái kính này, xong có vỡ không các bạn. Đây, thì đây là cái kính cường lực UV của nhãn hiệu gì đây? Đây, nhãn hiệu, à không phải nhãn hiệu các bạn. Thì không biết là thương hiệu gì thì không quan tâm, nhưng mà cái kính này này, các bác có thể thấy này, nó được cái chiều này này, nó có bo cong các bạn. Nó sẽ bo cong xuống một tí để nó ôm sát vào cái mặt trước của V50 ấy. Đó, R là thấy nó được bao cong rồi. Đó, còn bây giờ các bạn phải dán lên thì bác biết được nó như nào, tại vì em không có con V50 đây. Thì em thấy là cái kính này nó có bo, và cái viền chỗ này này, cái phần này này, phần G này này, em vuốt thấy nó khá là êm. Thì hy vọng là vuốt khi mà dán lên con V50 nó sẽ đỡ bị cấn khi các bác vuốt, dùng cái thao tác vuốt như này. Em cũng dán một số cái kính rồi, nó cũng dạng dạng như này, nhưng mà nó cho cái cảm giác vuốt khi vuốt như này nó khá là cấn. Cái này em thấy có vẻ đỡ hơn một chút xíu đấy, nhưng mà em nghĩ là vẫn cấn thôi. Thấy ok, bác nào thích dùng thì cứ dùng thôi. Đó, em thấy nó khá là tốt, chưa vỡ. Rồi ok, vậy là hết rồi các bạn. À quên, còn một cái nữa.
Đây, đây là cái keo nước này. Đây, cái keo nước này. Thì keo này bỏ ra hỏng nhưng không bỏ nữa. Và cái cuối cùng là cái lì xì này. À, chắc là năm mới và cái lì xì cho anh em nào mà mua hàng ở trên shop của bác thôi. Đó. 20.000 nha. À quên. 30.000 nha. Đó chưa? Tuyệt vời, tự nhiên mua hàng được cái lì xì. Thôi lì xì này sẽ đưa cho cái bác mà em mua hộ này luôn. Ok, thế là hết rồi các bạn. À, thì bác nào mà muốn mua hộ hàng ấy. À quên, chưa test cái củ này các bạn. Đang định chào các bác nhưng mà còn cái củ này sẽ cắm vào đây để test luôn xem thế nào. Rồi, em đã cắm vào đây này. Em xoay cái này một tí này. Đó, em đã cắm vào đấy rồi. Thì sẽ thử test luôn cái dây và cái củ đấy xem thế nào nhé. Này. Đó. Cắm đại đi. Em sẽ test trên cái con G8 này luôn các bạn. Rồi đây. Đó. Thì cái cổng này ấy, thì không có sạc nhanh các bạn. À, cái cổng này không có sạc nhanh nhé. Em thử đổi cái cổng khác xem nào. Đây cổng này xem nào. Ồ, cổng này cũng không có sạc nhanh luôn. Là như thế nào nhỉ? À, có phải tại dây không? Nhưng mà cái này không có sạc nhanh các bạn. Cổng này không có sạc nhanh này. Đây chỉ có hai cổng thôi. Để em đọc lại cái thông số xem nào. Đây các bác phải đọc lại thông số xem nào. À, đúng là cái cổng này thì không có sạc nhanh đâu các bạn. Hai cổng luôn. Hai cổng đều như nhau cả. Tuy nhiên thì nó hỗ trợ dòng rất là lớn, 4.8A. Đó, 4.8A các bạn. Đó. Rồi. Power board nữa người. Cái này có thể sạc cho máy tính thì phải. Thôi, cái này không phải là do dây đâu các bạn. Cái dây này, cái củ này nó chỉ có hỗ trợ sạc thường thôi. Nó không quan trọng vì nó cái dòng rất là lớn. Rồi, có thể thấy này. Đó, rồi ok. Cái này thì mục đích để khi mà các bác sạc ấy nó sẽ ít bị cái hiện tượng mà nháy màn khi mà dùng trên cái con V50 ấy. Đó, rất là tuyệt vời. À, chất lượng là khỏi bàn rồi các bạn. Quá đẹp luôn. Sau này em sẽ mua một cái như thế em dùng nữa. Vì thấy chất lượng nó tốt quá. Rồi ok, thế là ổn rồi các bạn. Chào các bạn.